HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Xin chào quý khán giả và các đồng chí đã theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam phải thực hiện cách ly theo quy trình bong bóng khép kín. Và ngày hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trong năm mới 2022. Đây là khoảng thời gian để đội tuyển lấy lại sự cân bằng nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu trong năm 2022. Và hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trong năm mới 2022. Do không được tập luyện trong những ngày qua, nên chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ cho các học trò vận động nhẹ nhàng để duy trì cảm giác bóng. Dù phải thi đấu liên tục trong năm 2021 và đón nhận những kết quả không mấy tích cực gần đây, nhưng các cầu thủ vẫn cho thấy sự lạc quan khi bước sang năm mới. Trước mắt đội tuyển là hai trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park là có điểm trong các trận đấu còn lại của vòng loại lần này. Chiến dịch quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam sẽ là AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Mục tiêu của chúng ta không gì khác là một lần nữa bước lên ngôi vô địch. Điểm thuận lợi là huấn luyện viên Park Hang-seo có thể toàn tâm toàn ý huấn luyện đội tuyển khi chia tay đội tuyển U23 Việt Nam sau SEA Games 31 sắp tới. Nhiệm vụ của thầy Park vào lúc này là giúp các học trò lấy lại sự cân bằng và hứng khởi để sẵn sàng bước vào các trận đấu tiếp theo. Kênh truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.